Tại sao chốc nó lại hay bị vào buổi sáng? Nửa đêm về sáng, và buổi sáng rất nhiều người khỏe mạnh sáng dậy vẫn rang cơm ăn. Đấy, xong chuẩn bị đi làm thì gục xuống. Thế có những người thì sáng dậy vẫn chạy thể dục. Đấy, sau đó về thì gục xuống. Đấy, hoặc đang chạy thể dục gục xuống. Đấy. Thế thì nên là nó liên quan đến lối sống. Cái đầu tiên tôi muốn các bạn chia sẻ với nhau và comment vào đây đó là gì? Máu bị cô đặc trong đêm. Trong đêm là máu chúng ta cô đặc. Nhất là gì? Tại sao tôi sang Tây này? Người Tây rất lạ tôi là gì? Tôi ăn sáng vào lúc 7 giờ sáng. Đấy, trong khi đó người Tây ăn sáng vào lúc 9 đến 10 giờ sáng. Tôi ăn trưa vào lúc 11 rưỡi trưa, trong khi người Tây ăn trưa vào lúc 2 đến 3 giờ chiều. Đấy, và tôi ăn tối là gì? 5 rưỡi chiều. Thì trong khi đó người Tây là ăn supper ăn tối là khoảng lại 8, 9, 10 giờ đêm. Thế thì hầu hết là người Việt Nam bây giờ cũng chạy theo công nghiệp và người Việt Nam cũng ăn sai giờ giấc đi. Sau 5 giờ chiều ấy thì đừng có ăn no nữa. Nhưng chúng ta không thể làm thế được. Một cái xã hội căng thẳng bị stress thì chúng ta lại dành cái thời gian ăn nhiều vào bữa tối. Đặc biệt là người Mỹ ăn rất nhiều vào bữa tối. Càng xã hội stress càng ăn nhiều vào bữa tối. Đấy. Và thậm chí là lại còn ăn thêm để còn đi ngủ cho nó ngon. Thì tôi nói rồi, buổi đêm chúng ta ăn. Buổi đêm chúng ta ăn thì sau đó thì nó phải vào tĩnh mạch ruột. Nó vào tĩnh mạch cửa. Nó bơm về gan để gan xử lý. Nên là gan nó sẽ tàng huyết suốt cái buổi tối đó sau khi chúng ta ăn. Và 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là gan nó phải xử lý cái đó thành những cái chất không độc hoặc ít độc, lọc độc này, để nó bơm lên tim, nó đi nuôi cơ thể. Thế nên là buổi đêm máu nó đậm phù sa như là phù sa sông Hồng đó. Tại vì chúng ta ăn mà, chúng ta ăn rất nhiều nên đồ ăn nó sẽ qua thành ruột, nó vào mạc treo, nó vào tĩnh mạch cửa, nó về gan. Nên cái gan lúc bây giờ chứa đầy dưỡng chất. Cái gan sung huyết đầy dưỡng chất, lọc huyết rồi bơm lên tim. Lên tim là máu nó rất đặc. Chúng ta hình dung chưa? Máu rất đặc. Cộng với lại là gì? Cái tâm lý người già ấy, là ngại đêm dậy đi đái, đi tiểu nên không uống nước buổi đêm. Và người già ấy, là nó mất chức năng não nên cái cảm giác khát nó không còn. Nên riêng người lớn tuổi ấy, là đừng đợi khát mà uống nước. Người lớn tuổi luôn thiếu nước. Đấy. Nhưng em bé thì nó chạy mồ hôi kê vã vượi. Chả phải dặn nó là uống nước nhé. Khát cá nó uống ngực ngực. Thế là máu nó có rất nhiều nguyên nhân để đặc trong đêm. Đấy. Buổi đêm chúng ta lại ăn muộn. Lại không vận động. Máu nó đặc trong đêm. Thế thì khi mà máu đặc trong đêm như vậy thì chúng ta mới thấy là cái buổi sáng dậy